Xin chào quý vị và các bạn. Những cái dòng sản phẩm của Apple thì từ trước đến giờ luôn mang lại cái sức hút rất đặc biệt đối với tất cả chúng ta. Ví dụ như ở trong cái tầm giá khoảng 7 triệu đồng thì chúng ta đang có tới hai cái tên, đó chính là chiếc iPhone 6s và một chiếc iPhone 6 Plus. Vậy thì câu hỏi đặt ra ở đây là chúng khác nhau như thế nào và nên lựa chọn máy nào thì sẽ phù hợp hơn? Chúng ta sẽ cùng tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Và nếu như các bạn đang có nhu cầu về những cái dòng sản phẩm iPhone thì đừng quên truy cập vào website hungmobile.vn để tham khảo mức giá bán chi tiết cũng như là các chương trình khuyến mại rất hấp dẫn đang được tặng kèm với máy. Còn quay trở lại với cái chủ đề chúng ta thì trước hết các bạn phải định vị được từng cái dòng sản phẩm này. Thứ nhất là đối với dòng sản phẩm iPhone 6 Plus thì máy đã ra đời được khoảng đến nay là tháng 9 thì gần 3 năm rồi, gần như là tròn 3 năm tuổi. Còn đối với chiếc iPhone 6s của chúng ta thì cũng là tròn 2 năm tuổi rồi. Đối với bản Plus thì chúng sẽ có giá cao hơn và lương cấp khá là nhiều về thời lượng sử dụng pin và kích thước màn hình. Tuy nhiên thì ở cái trải nghiệm về tốc độ và hiệu năng thì lại hoàn toàn tương đương với nhau. Và để biết được rằng sản phẩm nào sẽ tốt hơn thì chúng ta hãy nhìn về điểm mạnh của từng sản phẩm. Đi về điểm mạnh của chiếc iPhone 6s này trước đi. Thì đối với iPhone 6s chúng ta sẽ có những điểm mạnh đầu tiên đến từ cấu hình. Đối với iPhone 6s thì các bạn sẽ được trang bị một con chip là Apple A9 với lại 2GB RAM và hệ điều hành sẵn khi máy được bán ra đó là iOS 9. Còn đối với iPhone 6 Plus thì chúng ta sẽ chỉ có con chip là Apple A8 với lại 1GB RAM và hệ điều hành sẵn khi máy bán ra đó chính là iOS 8. Và theo những thông số mà Apple cung cấp thì đối với con chip Apple A9 nó sẽ mạnh hơn tới 70% và đồ họa xử lý cũng mạnh hơn tới 40%. Còn ở trên chiếc iPhone 6s này thì dù các bạn có làm bất kỳ một cái tác vụ nào, kể cả chơi những game cực kỳ nặng thì nó vẫn nhanh một cách khủng khiếp luôn. Hiện tượng delay lag và giật gần như là không bao giờ xảy ra. Mình vẫn có một cảm giác nó nhanh và mượt mà hơn cả những cái mẫu máy đầu bảng của Samsung như là Galaxy S8 và S8 Plus. Một vấn đề nữa đó chính là dung lượng RAM. Thì RAM ở trên cái mẫu máy iPhone 6s này nó đến là 2GB, còn nó sẽ chỉ là 1GB ở trên cái chiếc iPhone 6 Plus này mà thôi. Và càng về sau khi các bạn nâng cấp lên những cái hệ điều hành mới hơn như là iOS 11 thì với 1GB RAM của iPhone 6 Plus nó sẽ bắt đầu tỏ ra là sẽ bị đuối hơn về phần mềm và những cái dung lượng ngày nó sẽ càng nặng hơn và sẽ chiếm nhiều RAM hơn. Chính vì thế mà nếu bạn là một người mà quan tâm nhiều hiệu năng và muốn cho mình một chiếc máy mà nó thực sự mượt mà và ổn định nhất trong vòng 2 năm nữa thì mình nghĩ rằng sự lựa chọn cho iPhone 6s này nó sẽ là hợp lý và tuyệt vời hơn. Những cái điểm mạnh tiếp theo của sản phẩm iPhone 6s đó chính là từ cảm biến vân tay và camera. Trước tiên là cái cảm biến vân tay thì đối với iPhone 6s, Apple đã bắt đầu nâng cấp và sử dụng cái thế hệ Touch ID thứ hai và nó thực sự cho các bạn một cái tốc độ phản hồi rất là nhanh, nhanh hơn nhiều so với thế hệ đầu ở trên những cái mẫu máy như là iPhone 5s, iPhone 6 hay là iPhone 6 Plus này. Các bạn chỉ cần chạm vào và nhấc lên là máy sẽ có thể nhận được luôn và không cần phải để delay một lúc như ở trên sản phẩm iPhone 6 Plus. Nên là cái trải nghiệm thực tế thì nó sẽ cho các bạn một cái cảm giác rất là nhanh và hứng thú hơn rất là nhiều. Tiếp theo là camera thì đây cũng là một sự nâng cấp khá đáng giá khi mà phải mất đến tận 4 năm từ thế hệ iPhone 4S, Apple mới chịu nâng cấp cái độ phân giải từ 8MP lên thành 12MP ở camera sau và từ 1.2MP lên thành 5MP ở camera trước. Tuy nhiên thì đối với iPhone 6S vẫn có một điểm thua thiệt hơn so với cái mẫu máy iPhone 6 Plus về camera, đó chính là máy không được trang bị công nghệ chống rung OIS. Còn ở chất lượng ảnh chụp thì ở hầu hết mọi điều kiện iPhone 6S vẫn cho ra những cái bức ảnh có chất lượng tốt hơn, độ nét, độ chi tiết, cân bằng trắng và độ bão hòa đều là tốt hơn. Thêm một trang bị nữa ở trên cái camera của mẫu iPhone 6s này là nó sẽ được trang bị khả năng quay video 4K với 30 khung hình trên giây. Đây là một trong những cái tính năng nó rất là mới và có mặt ở trên hầu hết những cái mẫu máy cao cấp nhất hiện nay. Còn bây giờ thì quay trở lại với những cái điểm mạnh ở trên cái sản phẩm iPhone 6 Plus. Thì đối với iPhone 6 Plus chúng ta sẽ có một màn hình kích thước tới 5,5 inch so với chỉ 4,7 inch ở trên cái mẫu máy iPhone 6s và cái độ phân giải màn hình cũng được nâng cấp lên thành Full HD so với chỉ HD ở trên 6s mà thôi. Và với một màn hình lớn hơn khá là nhiều, chính vì thế mà cái mẫu iPhone 6 Plus này nó sẽ cho chúng ta nhiều không gian để xem phim, chơi game và làm việc hơn. Độ phân giải cao hơn cũng giúp chúng ta có những cái trải nghiệm về hình ảnh và video sẽ sắc nét và chân thực hơn. Cái điểm mạnh thứ hai ở trên cái mẫu máy iPhone 6 Plus này đến từ dung lượng pin. Viên pin mà cái chiếc máy này sở hữu là 2915mAh so với con số này chỉ là 1715mAh ở trên cái mẫu iPhone 6s. iPhone 6 Plus vẫn cho một thời lượng sử dụng pin nó vượt trội hơn khá là nhiều khi mà so sánh nó với chiếc iPhone 6s. Và với những cái nhu cầu dùng hàng ngày thì mình vẫn có thể dùng cái chiếc iPhone 6 Plus này từ 6 giờ sáng đến tận 10 giờ tối với khoảng hơn 5 tiếng on screen liên tục. Và những hôm dùng ít thì mình có thể dùng tới tận hết ngày hôm sau nữa. Và tổng kết lại thì từ những cái điểm mạnh ở trên của cả hai sản phẩm này thì mình nghĩ rằng các bạn cũng đã phần nào nhận ra đâu mới là cái sản phẩm phù hợp hơn với cái nhu cầu của các bạn. Các bạn sẽ có một cái chiếc máy mạnh mẽ hơn, ổn định về lâu về dài trong khoảng 2 năm nữa cũng như là một cái chiếc máy có camera chất lượng hơn thì iPhone 6s nó sẽ là một cái sự lựa chọn phù hợp. Còn nếu như bạn cần một cái chiếc máy có màn hình lớn hơn để thoải mái chơi game, xem phim hoặc làm việc cũng như là muốn một cái chiếc máy có thời lượng sử dụng pin tốt hơn để đỡ thường xuyên phải sạc máy cũng như là đỡ phải mang theo những cái cục sạc nó rất là lỉnh kỉnh bên mình thì iPhone 6 Plus lại là một cái sự lựa chọn xứng đáng hơn. Còn là bạn thì bạn sẽ lựa chọn chiếc máy nào? Đừng quên để lại ý kiến đánh giá của mình ở phần comment phía bên dưới. Và cũng đừng quên cả hai chiếc máy đều đang được bán từ Mobile với mức giá rất là dễ chịu, kèm theo đó là một chế độ bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1 năm đối với cả nguồn và màn hình.
Chi tiết hơn thì các bạn có tham khảo từ website của Mobile.vn. Còn bây giờ thì rất cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video. Giúp mình một việc nhỏ nhỏ nữa là hãy like, share và đăng ký kênh YouTube của Mobile để nhận được thêm những video mới nhất ở trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.